谢头。Tạ Đồng. Anh quay người lại. Em có lời muốn nói. Được. Hôm đó ở bệnh viện, em thấy bác sĩ Triệu đưa Tiểu Khúc đi. Em tưởng là sẽ rất buồn, nhưng không. Có lẽ là Tiểu Khúc thật sự quá hợp với anh ấy. Có lẽ là chuyện của Quánh Quánh đã thức tỉnh em. Thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu. Lần đầu tiên em không còn cảm giác gì với bác sĩ Triệu. Cho nên em định tốt nghiệp từ chỗ bác sĩ Triệu. Anh nói đúng. Bác sĩ Triệu tốt cách mấy, nhưng anh ấy không thấy điểm tốt của em, cũng không phải là người em có thể thích. Em không muốn bị động như trước. Em muốn như Tiểu Khúc, tìm người thích em, nhìn thấy em, yêu đương thật mãnh liệt, dũng cảm ở bên người đó. Anh có thể quay lại chưa? Khoan đã. Đến rồi à, hôm nay nhiều người quá, ăn sáng chưa? Rồi, anh thì sao? Đương nhiên rồi, ăn no rồi, uống đủ rồi. Anh nghe nói là trong này có nhiều thứ thú vị lắm. Em muốn chơi cái nào em đã thử hết cả rồi. Chúng ta có thể chụp ảnh với Mini trước. Giờ ra đó chắc là ít người. Sau đó có thể đi dòng xe tốc độ cao, còn thuyền thám hiểm nữa, cả dòng ngựa xoay nữa. Xem để biết nhiều như thế. Em đã tìm hiểu cả rồi, mau đi thôi. Chúng ta còn phải lấy thẻ thông hành tốc độ. Như thế chúng ta sẽ không phải xếp hàng nhiều. Được.对未来的慷慨是投入的现在，好与坏两家无猜，过去都长成现在，听懂了生命的告白，我不奇怪不言白，毕竟你增添色彩，爱我所爱，笑与泪无可替代，不回头走向未来，看透了心中的障碍，我不意外，成就或挫败都是人生常态，做自己最嗨。不需要肆无忌惮，不用盲目崇拜，不想让曾经的勋章蒙上尘埃，不接受摇摆，对未来的慷慨是投入的现在，好与坏两家无猜，过去都长成现在，听懂了生命的告白，我不奇怪不言白，给经历增添色彩，爱我所爱，笑与泪无可替代，不回头走向未来，看透了心中的障碍，我不意外，成就或挫败都是人生常态，做自己最嗨，笑与泪无可替代，不回头走向未来，
看透了心中的障碍，我不意外，成就或挫败都是人生常态，做自己最嗨。妈，嗯，妈呀，con canh không ạ? Con Mai à, mẹ đặc biệt nấu cho con đấy. Mẹ còn thêm thiên ma củ kỷ. Cô Trương à, lấy thêm cho con bé một bát nữa đi. Con không cần. Lấy giúp cho con một phần, con mang cho bác sĩ Triệu. Đúng rồi, cả tiểu khu nữa. Vừa thất tình nên đang buồn, cho nên hai phần đi, con mang qua cả luôn. Biết quan tâm người khác rồi sao? Không để nó làm tổng giám đốc là vì để dạy dỗ nó, để nó tự kiểm điểm lại bản thân. Nó thì giỏi, 10 ngày nửa tháng chả thấy bóng dáng đâu. Nó là đàn ông, định sau này sẽ sống thế này sao? Không mẹ, mẹ nghe con nói. Không, mẹ nghe con nói. Chuyện gì thế ạ? Anh con đấy, mấy ngày nay không về nhà, cũng không biết là đang làm gì. Bà con không biết nghe ở đâu bảo nó bị ủy khuất, ép bố con phải điều nó về công ty làm tổng giám đốc. Bố con lại nghĩ ngợi, nhưng giờ điện thoại nó còn không nghe, không liên lạc được, không biết là biến mất đâu rồi. Không phải tốt sao? Mẹ đỡ phải tìm lý do cho anh ấy. Vẫn là con hiểu mẹ, không phải mẹ nhỏ mọn. Thật sự là hai công ty ở trong tay nó tổn thất quá lớn. Con nói xem, nhà có tiền như thế cũng không phải vất vả quay đi quay lại thế. Mẹ nói rồi mà, bố con nên bình tĩnh lại, dạy dỗ con thật tốt. Phía anh con thì nuôi thôi, chỉ cần nó không nhúng tay vào chuyện của công ty, mẹ cũng chả thèm quản nó. Bố con mà, mẹ đừng trong bố mặc áo phông Apollo đánh golf. Thật ra xương cốt cũng già rồi, trọng nam khinh nữ. Yêu con thì là yêu, chỉ cần nhắc chuyện thừa kế công ty thì lại muốn truyền từ đời này sang đời khác. Dạo này con nghĩ có cần đi đường cùng thế không? Nếu con chỉ làm về điều hòa thôi, mãi mãi cũng không thể vượt qua bố. Nhưng nếu con kinh doanh riêng thì lại khác. Con nghĩ gì vậy? Con tưởng kinh doanh dễ dàng vậy sao? Nếu không phải mẹ và bố con giúp con dựng cái khung sẵn, có tổng công ty chống lưng con tưởng việc kinh doanh có thể thuận lợi thế sao? Con biết. Nhưng bố con không phải cũng thường nói đừng để trứng cùng một giỏ sao? Ngành vật liệu xây dựng đầy cạnh tranh như thế này, lợi nhuận càng ngày càng nhỏ, chuyển đổi mô hình là chuyện sớm muộn mà thôi. Gần đây con còn học MBA đấy sao? Con phát hiện phí tiêu dùng tăng là có khả năng. Con đang nghĩ hay là thử đầu tư được không vậy? Nếu lỗ tiền thì phải giữ lại cho mình chứ. Giờ làm kinh doanh, ai còn lấy tiền của mình ra để đầu tư nữa? Yên tâm đi, con tự có cách của mình. Sau khi dựng tốt cái nền, rồi mới đến chuyện đầu tư. Alo, anh về rồi à? Số điện thoại của anh không bắt máy. Tiểu Khúc có việc tìm anh kìa, mau gọi lại cho quấy đi. Anh đang trên đường, tắt tiếng điện thoại nên không nghe thấy. Anh đã gọi cho Tiểu Khúc rồi. Là chuyện bên công xưởng, anh đã bàn xong với lão Lưu. Bao giờ anh đến Thượng Hải? Khoảng 6 giờ. Cùng ăn cơm đi. Được, đi đâu? Hilton. Có cần phải thế không? Chúng ta để dành tiền mua nhà đó, không cần xa xí thế đâu. Không sao, anh đã đặt chỗ rồi. Tiểu Mỹ, anh có chuyện muốn nói với em. Được rồi, sau khi thăm Quánh Quánh thì em đến đó. Tạm biệt. Tạm biệt. Chuyện gì? Hai người đã là vợ chồng già rồi, đột nhiên mời chị đến nơi cao cấp để ăn cơm. Có phải cầu hôn không? Không phải đâu. Sao lại không? Nhà cũng mua rồi, nhất định là cầu hôn với chị. Nghĩ thôi mà em cũng thấy phấn khích. Vương Sói Ca cầu hôn với chị có đồng ý không? Nếu chị đồng ý thì có phải sẽ không sống ở tầng 22 nữa không? Chị không hề nghĩ về vấn đề đó bao giờ. Không được đâu, đừng ở bên em nữa. Chị mau về thay quần áo, chọn bộ thật là đẹp, rồi bông tai, túi xách gì đó,
lấy bộ lấp lánh thật là lộng lẫy, chị phải xuất hiện. Không cần, làm như biết trước vậy. Sao lại không? Cầu hôn, đời người chỉ có một lần, tất nhiên là phải long trọng rồi. Đến khi Vương Sóc Ca cầu hôn với chị thế nào, chị cho bất ngờ nha, chị phải kể không sót một chữ nào đó. Ô bây giờ em hưng phấn quá, tuy em còn buồn, nhưng mà thấy hai người ngọt ngào, em cảm thấy là mình rất phấn khích. Ngồi đi, cảm ơn. Anh đã chọn món trước cho em rồi, đều là món em thích ăn. Đêm nay em không cần phải giảm cân nữa. Phục vụ. Khoan đã. Sao vậy? Được rồi. Lâu rồi không đăng hình. Có thể ăn chưa? Nhanh quá đi, nhất là khi đi qua không gian hắc ám, tim em đập thình thịch, thấp rớt cả ra ngoài, thích quá đi. Sao vậy? Thấy bộ dạng của em vui vẻ, thật tốt. Thế nào, mệt chưa? Tiếp theo đi đâu chơi, để em xem. Bây giờ chúng ta có thể đến dạ quang huyễn ảnh. Lúc này đi đến chỗ đó có thể có chỗ ngồi đẹp, với lại còn có thể ngắm phong cảnh dọc đường, chúng ta có thể chụp hình. Sao nữa vậy? Đi chơi với cô gái xinh đẹp như em, cảm thấy là anh hùng không đất dụng võ. Ít nhất thì em cũng để cho anh làm gì đó thể hiện phong độ của mình chứ. Em làm anh buồn quá đi. Em xin lỗi, em ra ngoài với giám đốc quen rồi, chuyện gì cũng thích thu xếp trước. Hay là anh cầm ứng dụng đi, sau đó em giả bộ là mình không biết. Được rồi, đi mau thôi. Mickey Samba Ensa Cá Meno còn có Qua Bọc Lan, thích đến thế ạ? Em rất thích Disney. Sau khi tốt nghiệp đại học lại gặp Quánh Quánh, thích truyện tranh. Tất cả các phim em đều xem hết rồi.
đẹp quá. Đúng là rất đẹp. Tạ Đồng, anh quay người lại, em có lời muốn nói. Được. Hôm đó ở bệnh viện, em thấy bác sĩ Triệu đưa Tiểu Khúc đi. Em tưởng là sẽ rất buồn, nhưng không. Có lẽ là Tiểu Khúc thật sự quá hợp với anh ấy. Có lẽ là chuyện của Quánh Quánh đã thức tỉnh em. Thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu. Lần đầu tiên em không còn cảm giác gì với bác sĩ Triệu. Cho nên em định tốt nghiệp từ chỗ bác sĩ Triệu. Anh nói đúng. Bác sĩ Triệu tốt cách mấy, nhưng anh ấy không thấy điểm tốt của em, cũng không phải là người em có thể thích. Em không muốn bị động như trước. Em muốn như Tiểu Khúc, tìm người thích em, nhìn thấy em, yêu đương thật mãnh liệt, dũng cảm ở bên người đó. Anh có thể quay lại chưa? Khoan đã. Cho nên em đồng ý. Đồng ý làm bạn gái anh rồi. Nhưng em không có kinh nghiệm. Em không rõ làm bạn gái người khác thì nên làm gì. Em không biết nấu cơm như Quánh Quánh, cũng không biết chăm sóc người khác như chị Phàn, càng không thú vị như Tiểu Khúc, không cần giống với người khác. Thế này tốt lắm. Xin chào bạn gái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.